Rồi thì hôm nay là ngày 28 tháng 1 2022, anh Phương giao 4 con bò siêu lực này về chợ mới An Giang nghe anh em. Thì trong chuồng chỉ còn vài con nữa hết nghe anh em. Thì anh Phương bữa nay bắt bò rồi đem về là chưa kịp nghe anh em. Thì ngày mai hoặc ngày mốt mình sẽ đăng cái lô bò mới cho anh Phương nha. Thì anh Phương có về 1 2 con nha. Thì mình không có đăng nhưng mình đăng cái lô bò cuối cùng nha. Còn 1 2 con này đã chuyển về chợ mới An Giang nghe anh em. Có anh em là muốn cần bò bò độ, bò pin, bò siêu lực. Bò này nuôi là vỗ béo là đem lại những rất cao nha anh em. Chung là nuôi là rất là phát triển nha anh em. Thì lô bò này còn 4 con, thì mô trong chuồng còn có 3 con cuối cùng nha anh em. Thì bò này đó là mẫu. Rồi trong ngày mai và ngày mốt anh Phương sẽ về cái lô bò mới 20 con trở lên lại nghe anh em. Có anh em nào muốn cần xài bò, bò gì thì liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp anh Phương để đặt bò trực tiếp nha anh em. Thì Phương là lựa chọn con giống là từng con nha anh em. Hình cận Tết thì bò cũng rất là hiếm nha anh em. Anh em nào đặt hàng sớm cho anh Phương bắt về chạy mua sớm thì vẫn còn bò nha anh em. Hiện tại bò anh Phương bắt về chạy là cũng đã hết rồi nghe anh em. Đó, những con bò này cuối cùng. Đó, ngày mai anh em đón chú ý theo dõi được video tiếp theo của anh Phương nha. Thì anh Phương ở ấp An Bình, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Đó, ai cần thì liên hệ số điện thoại trên màn hình Zalo của anh Phương nha. Liên hệ anh Phương trực tiếp để đặt bò, đặt những con mình. Rồi thì video mình cũng đã kết thúc nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em trong những video tiếp theo nha. Rồi, chào tạm biệt tất cả anh em.